Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình lại tiếp tục lên núi để đi thu hái cây thuốc. Và mình bắt gặp được một cái loài cây thuốc nó rất là quý trong y học cổ truyền của dân tộc ta. Nên mình quay video này để giới thiệu tới mọi người loài cây thuốc này. Cây thuốc này nó có tên gọi là cây chanh chanh mọi người. Thì trong kênh YouTube của mình đã có một video nói rất chi tiết về cây chanh chanh, mọi người có thể vào đó để tham khảo. Nhưng mà ngày hôm nay mình giới thiệu tới mọi người đó là cái cây tầm gửi đầu trên cây chanh chanh mọi người. Ở đây là cái gốc cây chanh chanh mọi người này, rất là lớn. Mình đã chặt cái nhánh của nó xuống đấy mọi người này. Đây, cây chanh chanh này thì người ta dùng để trị đau nhức xương khớp này, viêm gan này, phong tê thấp này, cảm sốt này và đau bụng rất là tốt mọi người. Cái nhánh này nó dài quá và nó không có cành cho nên mình không leo được, nên bắt buộc mình phải chặt để lấy cái tâm gửi đầu trên cây chanh chanh. Lá của cây chanh chanh đấy mọi người này, lá của cây này thì cực kỳ là thơm, nó thơm như quế, cho nên một số nơi gọi là cây quế rừng mọi người. Đó, quả của nó đây này, lá cực kỳ thơm, thơm ngọt ngào luôn, và vỏ của nó cũng rất là thơm. Bộ phận thường dùng làm thuốc là người ta lấy cái vỏ của cây chanh chanh này, còn tầm gửi đầu trên cây chanh chanh đấy mọi người này. Đây, khi này mình chặt mấy u nữa. Đó, tầm gửi đầu trên cây chanh chanh này thì nó có tác dụng là trị phong tê thấp này, đau nhức xương khớp này, viêm gan này, cảm sốt này, rồi chứng lành thận, rồi những cái bệnh mà có cảm giác ớn lạnh trong người ấy. Thì người ta thường dùng cái tầm gửi đầu trên cây chanh chanh này để điều trị. Như vậy thì tầm gửi đầu trên cây chanh chanh này dùng để trị viêm gan này, đau nhức xương khớp, phong tê thấp, rồi các cái bệnh về xương khớp như gai cột sống, rồi thoái hóa xương khớp vân vân. Và bây giờ mình phải lấy một ít tầm gửi đầu trên cây chanh chanh này về để làm thuốc. Cái này mình chặt mấy u đấy mọi người này. Tầm gửi đầu trên cây chanh chanh này nó đã rất là lớn mọi người, lá của nó rất lớn đấy. Bây giờ mình tạm dừng video ở đây và mình phải thu hái thuốc. Đến đây mình xin chào và tạm biệt.